Phân tích ba kịch bản có thể xảy ra sau 4 năm xung đột Nga-Ukraine Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến Nga-Ukraine sắp bước sang năm thứ hai mà vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó có thể sớm kết thúc. Thời gian qua, diễn biến chiến sự tại khu vực tiền tuyến đã có phần chậm lại. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh vẫn vô cùng quyết liệt. Theo các nhà phân tích Mỹ, tại Bakhmut, thị trấn mà Moscow coi là chìa khóa để giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực phía đông Donbass, những tuần qua đã chứng kiến các cuộc đụng độ ngày càng căng thẳng khiến hàng trăm binh sĩ bị tử thương mỗi ngày. Cuối năm 2021 và đầu năm 2022, các nhà quan sát vốn không đánh giá cao nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột quân sự. Thời điểm ấy, họ cho rằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin điều động một lượng binh sĩ lớn tới gần biên giới giáp với Ukraine chỉ là một động thái có tính gian đẻ nhằm ngăn Liên minh châu Âu EU và tổ chức Hiệp Bắc Đại Tây Dương NATO mở rộng phạm vi tới những nơi vốn thuộc ảnh hưởng của Nga cho đến nay cuộc xung đột đã khiến cả, thế giới bất ngờ về cả... khiến cả thế giới bất ngờ về cả lĩnh vực quân sự ngoại giao và chiến lược một mặt moscow dường như đã gặp khó khăn trước sự kháng cự quyết liệt của kiev với sự trợ giúp đến từ các nước phương tây mặt khác thủ tướng các nước phương tây cũng đối mặt với thách thức khi các kênh đối thoại bị chặn tại liên hợp quốc và sự ủng hộ của trung quốc ấn độ của một vài quốc gia khác dành cho nga phương tây cũng đã tung ra hàng loạt gói trừng phạt nặng nhằm vào kinh tế của nga nhưng đến thời điểm hiện tại moscow vẫn trụ vững và thậm chí còn tận dụng hiệu quả các lệnh trừng phạt này. Đặc biệt, quy mô của làn sóng di cư rời Ukraine sau chiến sự cũng khiến các nước phương Tây không kịp xoay sở. Dưới đây là ba kịch bản có thể xảy ra tiếp theo khi cuộc xung đột Ukraine tròn một năm. Nga giành thắng lợi Nga có thể giành được những thắng lợi liên tiếp ngay từ cuối mùa đông. Nga có thể giành lại quyền kiểm soát phần lớn Kherson, triển khai quân từ Belarus và tiến quân về phía Odessa. Để đạt được thành công này, Nga cần khiến Ukraine cạn kiệt nhân lực và vật lực về phía Nga, Điện Kremlin đã đạt được một vài thành công dù không lớn. Các vào mùa thu năm 2022 được huấn luyện và triển khai chiến thuật một cách hiệu quả. Chuỗi cung ứng của Nga được đảm bảo trên ba mặt trận chính, Bắc, Đông và Nam. Rút kinh nghiệm từ cuộc phản công của Ukraine, quân đội Nga đã đặt các trung tâm hậu cần của mình ngoài tầm với của tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất. Với những thành công này, Nga hoàn toàn có thể giành được thắng lợi lớn trong chiến dịch quân sự của mình. Trong khi Nga có thể củng cố tình hình tại miền Đông với chính phủ ly khai thân Nga, ukraine sẽ thiếu sự thống nhất để giành chiến thắng đối với ukraine kịch bản tồi tệ nhất này có thể trở thành hiện thực nếu một số diễn biến xảy ra đầu tiên và quan trọng nhất các lực lượng vũ trang của họ chịu tổn thất nghiêm trọng và phải đối mặt với các vấn đề về cung cấp khí tài vị thế của tổng thống ukraine volodymyr zelensky cũng có thể bị suy yếu do áp lực từ vụ bê bối tham nhũng đảng hòa bình hoặc ngược lại từ những người theo chủ nghĩa dân tộc đòi hỏi quyền lực mạnh mẽ hơn chính phủ kiev có thể không duy trì được sự ủng hộ của phương tây hoặc mệt mỏi với các ý kiến của phương Tây. Trên bình diện trên bình diện quốc tế, kịch bản này được giả định việc tiếp tục xuất khẩu năng lượng của Nga sang châu Á và một chiến lược định giá các cực quốc khí đốt. Moscow sẽ khai thác tối đa mạng lưới ngoại giao của mình, nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Trung Quốc trước ảnh hưởng của Mỹ. Trong khi đó, ảnh hưởng của các chính phủ thân Ukraine ở Ba Lan và các nước Bắc Âu trong Liên minh châu Âu sẽ suy yếu dần. Nga chịu tổn thất lớn Kịch bản thứ hai là Nga có thể phát động một cuộc tấn công mới nhằm vào thủ đô Kiev cũng như vùng Donbass và tỉnh Kherson. Tuy nhiên, các cuộc tấn công này nhiều khả năng sẽ thất bại. Nga sẽ mất đi nhiều binh sĩ và một phần lớn các khu vực mà nước này từng sáp nhập hồi tháng 9 năm 2022. Ukraine với sự hỗ trợ của phương Tây có khả năng giành lại những khu vực mà Nga kiểm soát và sau đó tiến tới bán đảo Crimea. Có nhiều yếu tố có thể dẫn tới thất bại của Nga trong kịch bản này. Tại Nga, việc huy động thêm nam giới gia nhập quân ngũ sẽ khó khăn hơn Bộ Chỉ huy đã phải vật lộn để đào tạo thêm tân binh một cách hiệu quả với cơ sở công nghiệp và công nghệ quốc phòng DTIB hiện cạn kiệt. Trong khi đó, các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng. Với Ukraine, thành công của họ trong kịch bản này cũng phụ thuộc vào một số yếu tố. Đầu tiên, Ukraine cần tránh tiêu hao lực lượng trong cuộc xung đột này và đảm bảo một số môi trường chính trị bình ổn trước cuộc bầu cử mùa thu năm 2023. Thứ hai, họ cần có nguồn viện trợ khí tài liên tục từ Mỹ và phương Tây đồng thời các binh sĩ Ukraine phải có khả năng giữ vững nhiều mặt trận cùng một lúc. Vào tháng 12 năm 2022, tham mưu trưởng Valery Zaluny ước tính con số để Ukraine đạt được thắng lợi này bao gồm 300 xe tăng, 600 đến 700 xe chiến đấu bộ binh và 500 đại bác. Trên trường quốc tế, kịch bản cũng có nghĩa là Nga sẽ đánh mất vị thế cường quốc của mình, vốn được xây dựng trong năm 2022 do giá nhiên liệu tăng cao. Về lâu dài, kịch bản này có thể mở ra một thỏa thuận ngừng bắn và con đường đàm phán hòa bình thực sự xung đột kéo dài kịch bản thứ ba có thể xảy ra là cả nga và ukraine đều không giành được ưu thế trong một thời gian dài điều này thể hiện sự đóng băng các chiến tuyến chính khi các trận chiến tiếp tục nổ ra ở các khu vực có tầm quan trọng thứ yếu ngã ba đường âu thuyền cầu cống ví dụ moscow có thể nối lại cuộc tấn công vào kiev và tập trung vào nỗ lực vào việc củng cố donbass mặt khác ukraine có thể cố gắng đẩy lợi thế của mình từ khe son về phía nam để đe dọa Crimea. kịch bản này không loại trừ giao tranh dữ dội và thành công hạn chế của cả hai bên những điều này sẽ không thay đổi sự cân bằng tổng thể của cuộc xung đột. Một số yếu tố kết hợp có thể gây ra viễn cảnh này bao gồm: viện trợ quân sự của phương Tây có thể đạt đến một mức độ nhất định và khả năng chiến đấu của Ukraine được duy trì mà không tạo ra những chuyển biến ngoạn mục. Về phía Nga, nguyên nhân xung đột kéo dài có thể là do tính cứng nhắc về mặt chiến thuật, thiếu hụt hậu cần, mặt trận và chuỗi cung ứng bị kéo dài, nguồn nhân lực hạn chế. Với kịch bản này, cuộc xung đột Ukraine sẽ trở thành một cuộc xung đột mới chưa được giải quyết vào năm 2023. Cho đến nay, Sức chống đỡ của Ukraine vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ của Mỹ và phương Tây. Những khí tài như HIMARS, bệ pháo hạng nhẹ, di động chính xác của Mỹ đã giúp Ukraine đánh bật nhiều đợt tấn công của Nga, đánh bật nhiều đợt tấn công của Nga. Các loại xe tăng hiện đại bao gồm Leopard 2 của Đức hay Abrams của Mỹ cũng đang được kỳ vọng sẽ gửi đến chiến trường. Thế nhưng theo ông Emily Harding, Phó giám đốc chương trình an ninh quốc tế CSIS, không ai chắc các nước này có thể tài trợ miễn phí và vô tận cho Ukraine người dân các nước châu Âu đã bắt đầu đặt câu hỏi về việc vì sao họ lại phải gửi quá nhiều viện trợ cho Kiev. Mặc dù vẫn chỉ là thiểu số, nhưng mọi chuyện có thể khác nếu chiến sự Nga-Ukraine kéo dài hơn. Dạn nứt trong viện trợ của Ukraine đã bắt đầu xuất hiện. Kho dự trữ khí tài của nhiều thành viên NATO đã bắt đầu cạn kiệt do chiến sự Nga và Ukraine. Các tập đoàn công nghiệp quốc phòng không có sự chuẩn bị cho các cuộc chiến lớn và dài dẳng, chưa kể các quốc gia vẫn chưa gia tăng chỉ tiêu quốc phòng để có thể sản xuất nhiều khí tài hơn sẽ đến thời điểm các nhà hoạch định ở Mỹ và châu Âu cảm thấy bối rối trước việc nên hay không nên gửi gì đến chiến trường, hay họ có nên dự trữ thêm khí tài để chuẩn bị cho các cuộc xung đột tiềm tàng ở châu Á và Thái Bình Dương. Dù vậy, Nga có thể sẽ phải trả giá đắt nếu đánh giá thấp cam kết của Mỹ và đồng minh. Chính quyền sự cam kết của Mỹ cho Ukraine trong thông điệp liên bang. Mặc dù ngắn gọn, nhưng Tổng thống Mỹ đã cam kết rằng Mỹ sẽ sát cánh cùng Ukraine lâu nhất có thể. Trong khi đó, quân đội Nga trong năm 2023 sẽ phải đối mặt với một vấn đề lớn. Theo ông Benjamin Jensen, chuyên gia cao cấp thuộc chương trình an ninh quốc tế CSIS. Trước hết đó là sự đoàn kết trong binh sĩ. Ngoài ra, ông Jensen chỉ ra sự bất bình đẳng xã hội, phân biệt chủng tộc có thể sẽ là mồi lửa cho sự giãn nứt trong các quân nhân Nga. Tinh thần xa sút thời tiết lạnh giá, sự mất mát hay nền kinh tế càng khó khăn có thể đem đến bạo loạn, từ chối mệnh lệnh, thậm chí là đào ngũ và đầu hàng trong lực lượng Nga. Với diễn biến như trên, nhiều chuyên gia nhận định chiến sự Nga và Ukraine sẽ chưa thể kết thúc vào năm 2023. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Minley nhận định, Ukraine sẽ khó giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát trong năm nay. Với mục tiêu không để Ukraine thua, Mỹ và phương Tây có thể sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine trong năm nay, nhưng mức độ có thể giảm bớt nếu Ukraine không giành được chiến thắng. Đây là thách thức lớn đối với Ukraine trong dài hạn. Trong khi, trong khi Nga sẽ theo đuổi đến cùng các mục tiêu của mình và không nhượng bộ bất kỳ điều kiện tiên quyết nào với Ukraine. Thông tin vừa rồi đã khép lại video của kênh TV 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi xin kính chào và